cơn bão của phim cung đấu, khi Diên Hy công lược và hậu cung như ý chuyện xuất hiện khắp mọi nơi, thì Hương Mật Tựa Khói Sương vẫn sống sót. Thành tích rating dẫn đầu thời điểm lên sóng, lượt xem trực tuyến cũng cao, khán giả chấm trên Duban cũng trên 7 điểm, tức là một bộ phim đáng xem. Lý giải cho thành công này có thể nói về một kịch bản vừa phải, có ngược tâm nhưng cũng có ngọt ngào, bám gần sát nguyên tác. Kỹ xảo phim chỉnh chu, dàn diễn viên trẻ đẹp và diễn xuất thuyết phục được khán giả, đặc biệt là bộ ba Dương Tử, Đặng Luân và La Vân Hy. Hương Mật Tựa Khói Sương đánh dấu lần thứ 3 hợp tác trên màn ảnh của đôi bạn Dương Tử, Đặng Luân. Lần thứ nhất, cả hai đóng vai phụ và thành công trong Không Phải Hoa Chẳng Phải Sương. Lần thứ hai, Dương Tử và Đặng Luân tham gia Hoa Lạc Tụng 2. Dù trong phim này không ghép đôi nhưng khán giả vẫn cứ thích cả hai bên nhau đến mức Dương Tử phải đùa, cứ như trong phim Tôi Cướp Người Yêu Của Bạn Mình Ấy. Và lần thứ ba, Dương Tử hóa thân thành Cẩm Mịch, con gái của Hoa Thần, người không hiểu gì về tình yêu. Đặng Luân trở thành Húc Phượng, hỏa thần thiện chiến cao ngạo nhưng nhất mực si tình. Cẩm Mịch và Húc Phượng đẹp đôi chứng tỏ Dương Tử và Đặng Luân diễn vô cùng ăn ý. Chính vì thế khi Hương Mật Tựa Khói Sương kết thúc, nhiều khán giả đã phải tiếc nuối khi chia tay Bồ Đào, Phượng Hoàng. Thế là để thỏa mộng chèo thuyền, rất nhiều dự án mới dâm gian tin sẽ mời Dương Tử và Đặng Luân tái hợp. Phim truyền hình 10 năm thương nhớ được chuyển thể từ tiểu thuyết của Thư Hải Thương Sinh. Nhân vật nữ chính là Ôn Hoành và nam chính là Ngôn Hy, là đôi bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ. Cả hai đã cùng nhau trưởng thành, sẻ chia những khó khăn của tuổi thiếu niên. Trong nguyên tác, Ôn Hoành là tiểu thư của một gia đình giàu có nhưng thất lạc từ nhỏ. Đến khi được đón về thì lại bị mọi người lạnh nhạt. Còn Ngôn Hy là thiếu gia cao ngạo nhưng luôn bảo vệ chăm sóc cho Ôn Hoành. Theo thông tin hành lang thì nữ chính đã được xác định là Dương Tử, nhưng nam chính vẫn còn đang bỏ ngỏ. Hai cái tên lớn đang được nhắm tới là Đặng Luân và Trương Hàn. Sau hiệu ứng của Hương Mật Tựa Khói Sương, khán giả đa số bỏ phiếu nghiêng về Đặng Luân, nhưng chưa biết Húc Phượng có gật đầu hay không. Một số e ngại rằng Đặng Luân và Dương Tử cứ đóng cùng hoài sẽ gây nhàm chán, nhưng Đặng Luân và Tôn Di cũng từng hợp tác với nhau 3 lần và khán giả vẫn rất thích cặp đôi này. Thông tin về phim truyền hình mới còn đang mơ hồ thì khán giả lại trông đợi Dương Tử và Đặng Luân sẽ tham gia chương trình hẹn hò của đài Giang Tô mang tên Chúng Mình Hẹn Hò Đi, mùa 4. Những khách mời tham gia chương trình này sẽ được ghép đôi để cùng thử trải nghiệm hẹn hò và mang đến cho khán giả thế giới của những ngôi sao khi hẹn hò thì sẽ như thế nào. Một danh sách bị rò rỉ ra bên ngoài gồm những cái tên rất đáng được quan tâm, được chờ là dàn sao sẽ tham gia, gồm Dương Tử, Đặng Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba, Hồ Nhất Thiên, Triệu Lệ Dĩnh, Trần Tường. Danh sách này tuy chưa được chứng thực nhưng khán giả cũng đã vội ghép đôi các ngôi sao. Trong đó, bộ ba Dương Tử, Đặng Luân và Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành tâm điểm bởi vì cả hai diễn viên nữ đều là bạn diễn của Đặng Luân trong hai bộ phim truyền hình mới nhất. Ngay khi Nghìn Lẻ Một Đêm cùng Địch Lệ Nhiệt Ba kết thúc thì Hương Mật Tựa Khói Sương với Dương Tử lên sóng và cặp đôi nào trông cũng đẹp đôi cả. Trong khi chờ đợi những thông tin chính thức của 10 năm thương nhớ và Chúng Mình Hẹn Hò Đi mùa 4, khán giả yêu mến Dương Tử và Đặng Luân có thể trông đợi các tác phẩm sắp lên sóng của họ. Gần đây nhất là hai bộ phim truyền hình đã dần hoàn thiện, chỉ chờ lịch phát sóng. Dương Tử có Cá Mực Hầm Mật cùng Lý Hiện, còn Đặng Luân có Hải Đường Kinh Vũ Yên Chi Thấu cùng Lý Nhất Đồng.